mấy cái đẹp lắm, đẹp lắm. Chú xuống đây mình nhé. Dạ, cảm ơn. Không sao, không cứ ngồi đây được không? Nào, nào, ê, con nói con gì? Hả? Cá, cá, ghê vậy? Cá nó cái đó là nó bơi hay là nó nhảy? Cá nó bơi. Hả? Cá đó nó bơi hay nó nhảy? Nè, cá bơi nè. Mọi lần đi ra trước, anh ngồi đây ngồi bơi với anh Dũng. Là con miếng khăn giấy rồi đây. Vô đâu, bỏ vô đâu. Bỏ vô cái vỏ đỏ đó cho con mày. Đưa cho mấy ly miếng. Kỳ. Bây giờ ở đâu? Bây giờ dục đâu giờ không lẽ dục lắm. Sống nào sống, cái đó là mình giữ vệ sinh chung á, đúng không Ly? Sống nào sống, cái đó là mình giữ vệ sinh đó, đúng không? Đúng không con? Mình giữ vệ sinh đó. Bé Ly ngồi, bé Ly, cô Tư hỏi con nè. Để cho tự đi luôn. Để nó tự đi luôn. Để tự đi. Dẫn nó đi đi. Nằm á. Bé Ly, bé Ly đi lại mẹ bình tĩnh nè. Con đi công chuyện nhiều chưa? Bé Ly, quay tờ tiền qua coi. Quay đây coi Ly. Đây. Quay. Thấy đồng nợ mày. Làm hình nền nè. Mẹ nó nay đi làm gì ngoài? Mẹ nó nay đi làm gì? Trời ơi, đó là tốt rồi, nợ ngoài. Cái Ly ngồi quay qua đây nè con. Quay mặt qua đây nè. Quay qua đây cô Tư quay miếng ngay. Bây giờ tất cả mọi người cũng đang ngồi chờ xuất phát. Hả? Đâu có ngoại dĩnh chưa? Không có tụt đâu con. Tụt nè. À,
ừ thì ngoài biết rồi, vịnh này là cứng ngắc. Đứng đi. Đứng đi ơi. Dạ đi con. Dạ đi. Hôm nay đi coi hát hả con? Dạ. Rồi dạ. Tắt dễ thương nè. Nó chỉ có chút gì. Nó chỉ có chút gì. Cái này ngồi chờ ba Long quá càng xong ba Long ra hát nha. Ba Long đi vô động lòng hát, chỉ sẵn hát. Dạ đúng rồi. Đang quá trang. Phải. Kim trang cái đó là Kim Tử Lâm. Còn người ra cha Tử Lâm là hát, cha Tử Lâm là hát động. Đi chơi thấy cha. Thành của ai á Ly? Thành đặt rồi. Của cha. Cái gì ngồi đây đâu mà Hương? Cái gì mà ngồi đây bả đâu à? Chung sân dân quá. Để đó cho bả. Chung quá là đốt được không? Cái này là 200 ngàn đó. Ở đây con. Con bế tặng, con thần sĩ. Thằng lạc té hả? Cái bạc dựng chân, dựng cái bạc hả? Nhẩm, cái bạc chậm. Để gì mà cho nó mặt dậm hả? Ngồi phải lót rồi tùm lum. Nó nóng cái đít. Cái đít này có cái đít này là bể. À, cái gì à? Tính gì à? Tính gì? Cái gì Minh Minh nè? Nhật Minh. Nhật Minh. Nhật Minh. Nhật Minh chồng của Bình Tinh nè. Có đi không? Đó, đây nè, sao đây? Mới đó đâu rồi? Không. Chết đất của. Cái này cũng con. Đấy, để chung đến luôn. Chúc mừng đây. Bé Ly này làm như nó ốm á ngoài. Ừ. Bé Ly này ốm. Bé Ly này mà cái ho bệnh hoài. Bé Ly nó còn bệnh hoài. Mai mốt Bé Ly có đi ra dục cái bệnh đi nha. Thấy không? Dục cái thằng gà đi dụng lụm. Thấy không? Nói tao bảo bà ho. Ở nhà đi để tao đi một mình. Thấy không? Ở nhà đi để tao chịu đi một mình cũng theo nữa. Thấy không? Đúng rồi, đúng rồi nó. Quá chào nó. Cưng quá. Ở Mỹ phiên bản lỗi. Đi cầm cầm bây giờ. Số sáng nay ai cũng kêu con đi hết nhỉ. Xa đi tập lắm. Tôi đây tao mở cho. Có nhà tài trợ nè, trời ơi ngại ngùng chứ biết nữa. Tao biết thẳng hay thẳng. Cái gì đi ơi, lên hát cho chú Ly. Hãy subscribe.